rơi điện thoại. Con chưa no mẹ. Mẹ bỏ điện thoại ra con lấy giấy á mẹ. Lấy làm giấy lắm. Lấy giấy làm gì? Nó mẹ. Bún gì? Cháo gì? Ăn gì? Cháo hay ăn bún? Bốn vịt đang nói cho bác bốn vịt nữa em à, đây chưa giỏi. Ăn này no rồi, không phải ăn nữa. Chưa mẹ, con thì chưa no. Chưa về không phải ăn. Ăn bát phở bò rồi. Cháo vịt này, nước canh này, gỏi gà, gỏi vịt này, bún măng. Lấy giữ nguyên cái thìa này nhé. Để ăn. Được. Để đi ăn đi. Mẹ giúp con cái. Mẹ giúp con cái. Bớt bớt cái này. Cứ nãy đi rồi em đội vào. Đang là cứu cho nó mát. Cứu nãy cả. Nóng quá. Đúng là bát bún vịt không? Bún